Chào các bạn. Sau đây là những cái chỉ dẫn chuẩn cho một cái chương trình thiền nhai đếm đã được sư Thư chấn chỉnh cho được lần cuối cùng. Tôi rất lấy làm mừng vì khi mà các bạn chỉ nhai suông không thôi thì các bạn chỉ đẳng cấp của bò thôi. Bò nó chỉ nhai suông. Bây giờ chúng ta đếm với nhai. Đếm được bao nhiêu thì đếm. Thì để đây là một cái cách để luyện tâm. Để làm sao để tâm có định. Loài người của chúng ta nó chỉ có khác nhau và hơn nhau ở những chi tiết này. Tâm có định và tâm không có định. Thì cái định thì nó có định của ngoại đạo và định của Đức Phật. Đức Phật có 40 đề mục của để thiết lập được cái định. Thì những cái thiền nhai đếm hay là thiền lắng nghe giọng nói này là để chúng ta trợ duyên cho các cái đề mục thiền định của Đức Phật để cho chúng ta có thể sống hạnh phúc trong cuộc đời này. Tâm có định thì mình làm việc nó tốt, trí nó sáng. Thì định nó có hai loại, một loại đi vào nhập định đắc thiền, đi vào các cái tầng định cận định sát na định. Thế nhưng mà nếu mà đi vào thiền quán để phát triển trí tuệ thì họ chỉ dừng cái định lại ở các sát na định để quan sát các đối tượng đến và đi để cho tâm nó có cái khả năng xả ly tốt nhất. Thì bây giờ chúng ta công việc của chúng ta hàng ngày nhiều rồi, là cuộc sống rất là nhiều những cái thứ mình không muốn mà mình cũng phải làm, mà tâm mình không có định là mình phiền não cả ngày. Thế cho nên mình rèn luyện cái tâm định này nó cũng giống như là một cái loại bảo bối để chữa lành cho cái sự dao động của tâm. Nó giúp cho tâm nó được ổn định và có nhiều năng lực. Thì mỗi khi ăn, chúng ta sẽ trích thời gian ra để mà thực hành 3 miếng nhai đầu tiên. Và nhai thì bằng một cái thìa cà phê thôi, bằng cái ngón tay này thôi, cơm thôi này. Hoặc là bằng một cái đầu đũa bằng cái thìa cà phê thôi. Mình để bát cơm ngang ngực mình, rồi mình xúc lên, mình đưa vào miệng từ từ. Rồi mình bỏ thìa xuống. Mình bỏ thìa xuống rồi mình chọn lựa một cái tâm nào đó mà mình cảm thấy là mình thấy mình hạnh phúc nhất với những cái trạng thái tâm như vậy. Thì chúng tôi có gợi ý là hãy nhai với cái sự dịu dàng nhất mà mình muốn. Và nhai thong thả. Dịu dàng và thảnh thơi là hai đặc tính của người đã có cái sự tiến hóa thực sự. Dịu dàng và thảnh thơi. Dù các bạn có rất là nhiều việc phải làm nhưng các bạn đều có thể làm với cái thái độ dịu dàng và thảnh thơi. Thì mình sẽ làm việc nào được luôn việc đấy. Còn nếu mình không có đặc tính dịu dàng và thảnh thơi thì mình làm một việc mình phải cứ phải làm đi làm lại. Làm đi làm lại, cuối cùng thời gian nó lại kéo dài. Cho nên rất nhiều người nói rằng tôi không có thời gian, tôi không có thời gian. Thế nhưng mà các bạn làm việc hồ đồ hấp tấp thì cuối cùng chính bạn lại nuốt thời gian của chính mình. Đấy, bây giờ cái cách này là cái cách để chúng ta có trí sáng, có tâm định. Mình nhai chậm rãi, từ tốn. Rồi mình sẽ biết được là trước đây đến cái mức này là mình đã nuốt rồi. Còn bây giờ mình ghi nhận được là mình không dừng lại ở chỗ đó, mình nuốt luôn mà mình tiếp tục mình nhai. Nhai để luyện tâm. Ăn chậm, nhai kỹ no lâu. Cày sâu tốt lúa. Lời Phật dạy, lời tổ tiên dạy, mình khắc cốt ghi tâm. Mình sử dụng nó để đem lại hạnh phúc cho chính mình. Thì Đức Phật và các cái vị tổ tiên của chúng ta sẽ rất hài lòng. Mình yêu kính Phật thì mình hãy bày tỏ cái cách nhai kỹ để tỏ lòng biết ơn. Vậy thì cũng là nhai kỹ, nhưng nhai kỹ với thái độ như thế nào? Thì tâm của chúng ta sẽ đến được các cái miền thanh tịnh, miền phúc lạc. Cái tâm làm chủ, cái tâm tạo tác. Bạn có thể làm cho tâm mình vô cùng hạnh phúc và bạn có thể làm cho tâm mình phiền não chỉ bởi các bạn đã có chánh kiến, hiểu biết
đúng hay chưa. Thì khi mà nhai được 120 lần một miếng mà đếm được liên tập thì nghĩa là tâm của chúng ta đã có định. Còn nếu chúng ta đếm lúc nhớ lúc quên thì chúng ta lại làm lại ở miếng sau, chẳng có làm sao hết. Chúng ta đến đây là để học tập. Và học tập thì có 2 điểm, có 10 điểm. Ngày mai 10, sau ngày kia lại 2. Có người cứ phập phù như thế, và có người thì học sinh trung bình, học sinh khá và học sinh giỏi. Lúc nào người ta cũng dịu dàng và thảnh thơi trong cái nhai của họ. Thế thì không, khi mà nhai cơm như thế thì nhai riêng nhé, cố gắng là nhai cơm riêng. Bạn nào mà cảm thấy người mình mà bị huyết áp cao, huyết áp thấp mà không cân bằng thì sẽ nhai không với cái gì hết, chỉ có cơm gạo lứt không thôi. Nhai 6-3 miếng như thế rồi gắp một miếng thức ăn cũng ăn riêng. Chính vì cái chỗ mà ăn riêng biệt như thế này cho nên các bạn phải học nấu ăn, nấu các món ăn theo kiểu mới, là các món ăn này nó chỉ nhạt nhạt thôi, không được nấu ăn mặn. Bởi vì sao? Trước đây các bạn ăn cơm trắng nó nhạt đấy, nó nhạt thách ra, không có vị gì hết, và các bạn cảm thấy khó nuốt. Thế là các bạn phải cho gia vị vào món ăn, các bạn phải đưa muối, đưa gia vị vào. Thế bây giờ mình ăn cái kiểu này thì cái hệ thần kinh trên óc não của mình nó được dịu dàng, nó được thoải mái. Thì sau đó cái tâm mình nó rất là yên tĩnh và nhẹ nhàng, nó rất là dịu dàng, và nó không tiếp nhận một loại thức ăn mặn nào được vào nữa. Nó cũng chỉ ăn thức ăn nhẹ nhàng và dịu dàng và thảnh thơi. Thì cái vị nó được những người ăn mặn và những người ăn chay phi thực dưỡng gọi là vị nhàn nhạt, nhạt. Cái vị này chúng tôi đánh giá nó rất là cao, gọi là vị hai mi. Nó đem lại cho mình một cái trạng thái tâm bình ổn để mình có thể sáng suốt, biết con đường mà đi, biết công việc cần phải giải quyết, biết nên làm cái gì trong đời. Thế thì Đức Phật có một cái hạnh rất quý trong 9 ân Đức Phật là cái hạnh là không còn 4-5 miếng nữa mới no là Ngài đã dừng lại được rồi. Thì chúng ta cũng học tập Đức Phật, học tập cái hạnh này của Đức Phật. Và tiên sinh Osawa nói con đường này là con đường từ bỏ những sự ham muốn. Mình thích ăn mặn là mình bỏ đi. Đấy. Mỗi ngày mình tìm 1-2 việc mình không ưa mình làm. Mình làm để rèn luyện ý chí và nghị lực, để cuối cùng mình thấy công việc chỉ là công việc, cần thì làm, không lựa chọn. Xã hội đang cần cái gì thì mình làm cái đó. Mình đừng lựa chọn những cái mà mình thích. Những cái mình thích mình để ra sau, mình làm những việc xã hội cần trước. Vì xã hội đang cần gì? Dịu dàng và thảnh thơi. Mình ưu tiên, ưu tiên. Thế còn cái xã hội mà đang bệnh ấy, mà bệnh mà ăn số 7 bao nhiêu ngày để khỏi, nó không có chuyện đó đâu. Ai người ta nói như vậy là người ta dụ khỉ bạn đó thôi. Thì hôm nay bạn có thể khỏi, nhưng 3 ngày tháng sau bạn lại bị bệnh khác nặng hơn, lại bị lại như thường. Cho nên hôm nay khỏi bệnh thì cái khỏi này, khỏi cái được gọi là khỏi bệnh, nó chỉ là tương đối. Có nhưng nó không tuyệt đối. Nó không làm cho bạn vĩnh viễn cho đến già chết là không bao giờ bị mắc một loại bệnh nào trở lại nữa. Thì tôi có đặt một câu hỏi là thì Đức Phật sau khi thành đạo rồi, Ngài có bị bệnh không? Ngài có bao giờ đau yếu không? Thì trong kinh ấy cũng có thỉnh thoảng có những đoạn là Đức Phật gọi Anan, Anan ơi đấm lưng cho ta, Như Lai cũng đau lưng. Như Lai nói đến sinh già bệnh chết. Cho nên chúng ta không thể nói được ăn cái này, làm cái này, tiêm cái này, mổ cái này là hết bệnh. Chúng ta đừng có ngây thơ nghe bất cứ ai nói cái kiểu như vậy. Và chúng ta chấp nhận được là bệnh tật là điều tự nhiên, và chúng ta học hiểu để khám phá ra nguyên nhân của bệnh, tại cái nguyên nhân nào và cách thức nào hiệu quả nhất. Thì trong cái 9 nguyên nhân của bệnh tật theo y học Tây Tạng thì cái bệnh tật do tham, do sân, do si, cái này là chỉ có nhà Phật mới có những cái chìa khóa, có những cái loại thuốc trị liệu. Thế còn có một cái loại nữa gọi là suy nghĩ sai lầm. Suy nghĩ sai lầm này cũng sinh ra bệnh rất nhiều. Thì các nhà tâm lý học trên thế giới họ khám phá ra cái, các cái chìa khóa, các cái món thuốc cho cái bệnh suy nghĩ sai lầm này là bằng rất nhiều những cái chiêu thức của các nhà tâm lý học mà họ đã có rất nhiều tiền, có rất nhiều môn đệ.
Và có rất nhiều là người không hiểu gì, cho nên là đưa con em mình hoặc bản thân mình đích thân lao đến những cái trị liệu như vậy, rất tốn kém. Và cái này thì nhà Phật đã nói rồi, mình thay những cái suy nghĩ sai lầm bằng suy nghĩ đúng. Đấy, suy nghĩ tích cực. Thế còn cái nguyên nhân thứ thứ năm mà lại là nguyên nhân quan trọng hàng nhì là do thức ăn sai lầm. Tuy nhiên, anh chị em thực dưỡng chúng ta lâu nay thường nói về cái cách ăn đúng thì nó sẽ trị liệu rất là tốt và đẩy nó lên thành cái trị liệu số 1, number one lâu nay. Và dân thực dưỡng rất là ngạo mạn và ngạo nghễ, nghĩ rằng là chỉ có thực dưỡng là có thể cứu nguy thế giới. Nhưng mà bản thân tiên sinh Osoa thì ông ấy nói là chìa khóa để cứu nguy thế giới là hiểu biết. Ông đặt hiểu biết lên trên phương pháp tân dưỡng sinh. Nhưng mà chúng ta lại đặt phương pháp Osoa lên trên đỉnh của đỉnh. Đấy là một thái độ sai lầm. Thí dụ trong trường hợp mà các bạn thấy mình có cái đờm ở cổ này này, à, lập tức các bạn trong cái bữa ăn kế tiếp các bạn không ăn cái gì nó thuộc về đường mà không ăn cái gì nó thuộc về đạm. Thí dụ ngay gạo lứt mà ăn nhiều, nhai kỹ nó cũng sinh ra chất đường nhiều. Thứ hai là đậu đỗ nó cũng đồ chay nhưng mà nó cũng sinh ra 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 chất dinh dưỡng, chất mà nó dư ra thì một nguyên lý nha. Cứ dư đạm, dư đường là gây viêm nhiễm. Thế trong trường hợp như của tôi này, một là tôi phải uống trà cổ sen, hai là tôi kết hợp luôn là nhịn ăn hoặc là ăn một chút cơm, một chút rau, không ăn cái đồ dầu mỡ và không ăn cái đồ có đậu, đậu phụ là không ăn, các hạt đậu cũng không ăn. Thì các bạn cứ thấy cơ thể mình phản ứng theo cái chiều hướng nào là các bạn phải có cái hiện tượng giống như thế này. Một cái thuyền mà nó đang thủng, các bạn tát nước ra thì là một chuyện, các bạn chét cái lỗ thủng lại là chuyện thứ hai, và các bạn phải đồng thời nên làm cả hai. Chét vào là không ăn, ngừng những thức ăn tạo bệnh, và múc nước ra là để giải quyết cái đối chứng trị liệu. Thì khi ăn thì để ý mùi vị thức ăn ra sao, nhìn tâm bạn đang phản ứng ra sao, để cảm nhận trọn vẹn hãy chỉ ăn và không làm gì khác, không nói chuyện trong khi ăn. Và nếu được ngồi một góc yên tĩnh mà ăn là điều tốt nhất. Chúng tôi thấy những cái bữa ăn ở trong thiền viện rất lý tưởng về cái phương pháp ăn này. Chỉ có cái thức ăn là chưa lý tưởng mà thôi. Thì có thể cầu nguyện trước và sau khi ăn theo thói quen của mình, hoặc có thể tham khảo như sau. Lúc này, ngay tại nơi đây, chúng con đã được đón nhận những thức ăn thích hợp. Chúng con sẽ dùng đúng cách, nhai thong thả và dịu dàng. Nhai thật kỹ chính là để bày tỏ lòng biết ơn tất cả. Chúng con nhai đúng để tạo lập sức khỏe và hạnh phúc. Thu được sự an tâm tuyệt đối, lòng dũng cảm vô song và nguồn trí tuệ tối thượng. Hiểu rõ về trật tự của vũ trụ và sống vui, sống khỏe. Thế sau khi ăn xong chúng ta cũng có thể thì nên cầu nguyện như sau. Lúc này chúng con đã dùng bữa xong với những thức ăn đúng đắn. Xin nguyện sống xứng đáng sau khi thọ nhận thức ăn này. Một người bạn nào mà đang tu tập mãnh liệt thì có thể thường xuyên cầu nguyện mỗi khi mình ăn. Vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên tôi thọ nhận thức ăn này. Thì vừa rồi chúng tôi có cơ duyên may mắn được gặp sư giác nghiệm. Thì sư bảo là có những con đường tắt nữa để giải quyết bệnh tật và để khai mở tâm linh. Thì tôi đồng ý. Và hy vọng là chúng tôi sẽ được học tiếp tục những cái kinh nghiệm về huyền môn với sư giác nghiệm, một vị hòa thượng lớn tuổi, có những quyền năng tâm linh rất là cao, có thể giúp một người không biết gì trở thành một người tâm linh, có những kinh nghiệm rất sâu sắc về cách thực hành cái luồng nội hỏa để cho nó khai thông về thân. Ngài có nói như này, khi nào thân mà nó được khai thông, thông khí thì tâm